Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề những phẩm chất cần thiết để bạn có thể có những thành tựu rực rỡ. Bạn có muốn thành công và đạt được thành tựu trong sự nghiệp hay cuộc sống của mình hay không? Video này là thông điệp dành cho bạn. Bạn có thể thấy rằng bạn dễ dàng bỏ cuộc hoặc cảm thấy rằng bạn không thể đạt được thành công. Và đây có thể là vấn đề. Nếu bạn có thể học cách tin tưởng vào bản thân và cố gắng phát triển những thói quen và đặc điểm mới mà những người thành công có, điều này có thể giúp bạn đạt được thành công dễ dàng hơn rất nhiều. Và sau đây, Quốc Anh chia sẻ với tất cả các bạn 9 phẩm chất cần có để thành công trong cuộc sống. Để trở nên thành công, điều rất quan trọng là phải có tư duy đúng đắn để đạt được thành công. Quốc Anh sẽ cung cấp cho bạn 9 phẩm chất cần có để thành công trong cuộc sống. Và đây sẽ là những đặc điểm mà hầu hết những người thành công sẽ có. Thứ nhất, tham vọng. Để thành công, bạn cần có tham vọng. Những người có tham vọng sẽ thấy rằng họ có khả năng làm hết sức mình và trở thành người giỏi nhất. Nếu bạn cảm thấy mình không đủ giỏi hoặc không đủ khả năng, thì bạn khó có thể cố gắng đạt được mục tiêu thành công. Nếu bạn có thể tin tưởng vào bản thân và cố gắng hết sức, bạn có thể trở nên tham vọng hơn rất nhiều. Có một mong muốn thành công mạnh mẽ là một phần của hành trình để thực sự thành công. Nếu bạn biết bạn muốn đạt được điều gì và bạn có thể quyết tâm để đạt được điều đó, điều này thực sự có thể giúp bạn. Thứ hai, lòng dũng cảm. Rất nhiều lúc, hầu hết mọi người không đạt được thành công vì sợ hãi. Nhiều người sợ thất bại và đây là điều có thể ngăn cản họ đạt được thành tựu. Thất bại là chìa khóa để thành công và bạn cần phải mắc sai lầm. Có tư duy này là một phẩm chất cần thiết để thành công. Nếu bạn có can đảm, bạn có thể ngừng sợ hãi thất bại và thay vào đó hãy tập trung vào những gì bạn có thể đạt được. Nếu bạn có thể coi những sai lầm và thất bại là bài học để rút kinh nghiệm, thì điều này cũng có thể khuyến khích bạn tiếp tục và cố gắng để đạt được thành công. Dũng cảm là một đặc điểm tuyệt vời cần có nếu bạn muốn thành công. Nó sẽ giúp bạn phát triển tư duy đúng đắn khi đạt được mục tiêu của mình và bạn sẽ không ngại thử, ngay cả sau khi mắc sai lầm. Khi ai đó đã cam kết, họ sẽ có quyết tâm đạt được những gì họ muốn và sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được mục tiêu đó. Thành công và cam kết đi đôi với nhau. Hầu hết những người thành công sẽ tin tưởng vào bản thân và mục tiêu thành công của họ. Họ sẽ cam kết đạt được chúng. Khi bạn tin tưởng vào những gì bạn đang cố gắng sẽ thành công, bạn tin vào chính mình và những gì bạn có thể làm được. Do đó, bạn rất có thể trở nên cam kết chứng minh với bản thân rằng bạn có thể thành công. Những người không cam kết sẽ thấy điều này rất khó khăn, vì họ có thể mất tập trung vào mục tiêu của mình và bỏ cuộc trước khi đạt được thành công. Thứ tư, ý chí. Ý chí là một đặc điểm tuyệt vời cần có, đặc biệt nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Những người có ý chí lớn có thể tập trung và phấn đấu cho mục tiêu của họ. Chỉ tập trung vào việc đạt được. Khi bạn có nhiều ý chí, bạn sẽ ít trì hoãn hay viện lý do, vì bạn sẽ quyết tâm thành công. Nếu bạn không có ý chí, bạn sẽ dễ dàng từ bỏ hoặc thay đổi công việc đang làm, vì sự trì hoãn có thể trở nên nổi bật hơn và bạn có thể mất hứng thú trong việc cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Thứ năm, chính trực. Để thành công, liêm chính là một đặc điểm quan trọng cần có. Khi bạn trung thực, mọi người sẽ tin bạn, họ có thể giúp đỡ bạn và bạn cũng có thể tự hào khi biết rằng bạn trung thực với bản thân và người khác.
Đây không chỉ là một đặc điểm tốt cần có, mà còn giúp bạn thành công hơn nữa. Chính trực có thể giúp xác định bạn là ai và bạn hành động như thế nào đối với người khác. Điều này có thể giúp bạn trên hành trình đi đến thành công. Nếu bạn trung thực và có đạo đức tốt, thì bạn có thể tin tưởng vào bản thân và thành công của chính mình. Thứ sáu, có động lực và quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn, tiếp tục và thử những điều mới, là một đặc điểm tuyệt vời cần có khi thành công. Nếu không có động lực, bạn sẽ không đam mê với những gì bạn đang cố gắng đạt được. Do đó, bạn khó đạt được nó hơn. Đảm bảo rằng bạn có thể giữ quyết tâm và đam mê với những gì bạn muốn thành công, để bạn có động lực không ngừng vươn tới thành công. Thứ bảy, kiên nhẫn. Nếu bạn có thể kiên nhẫn hơn, điều này thực sự có thể giúp bạn khi cố gắng thành công. Sự kiên nhẫn sẽ giúp bạn khi mắc phải bất kỳ sai lầm nào hoặc phải đối mặt với các vấn đề trên hành trình đi đến thành công. Nếu bạn có ít hoặc không có sự kiên nhẫn, điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều đối với bạn. Bạn sẽ không thể đối phó với những trở ngại tốt. Hiểu rằng mọi thứ cần có thời gian và sai lầm có thể mắc phải là điều tối quan trọng. Bạn có thể trở nên thành công nhanh hơn nhiều nếu bạn có thể chấp nhận điều này. Thứ tám, lạc quan. Nếu bạn là một người lạc quan, có khả năng bạn sẽ hào hứng với những gì bạn đang cố gắng đạt được và cũng cảm thấy hài lòng về điều đó. Có một thái độ lạc quan là một đặc điểm tuyệt vời cần có nếu bạn muốn thành công, vì nó có thể giúp bạn lạc quan về những gì bạn đang làm và không bị thất vọng nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Lạc quan thực sự có thể giúp ích cho bạn, bởi vì bạn sẽ tin rằng những điều tốt đẹp đó có thể xảy ra. Bạn cũng sẽ mong đợi những kết quả tích cực đến từ hành trình đi đến thành công của mình. Thứ 9, khả năng phục hồi. Ngay cả khi bạn bị đánh gục ở rào cản đầu tiên, bạn vẫn nên tiếp tục. Khả năng phục hồi là một đặc điểm quan trọng để thành công, vì nó là điều có thể giúp bạn tiếp tục đi bất kể điều gì. Trong cuộc sống, bạn sẽ phải đối mặt với những trở ngại và những điều có thể cản trở thành công của bạn. Tuy nhiên, khả năng phục hồi thực sự có thể giúp bạn thoát khỏi những điều này một cách nhanh chóng. Nếu bạn không kiên cường, bạn có thể bỏ chạy ngay khi gặp phải tình huống khó khăn. Điều này sẽ không giúp ích gì cho bạn trên hành trình vươn tới thành công. Hãy cố gắng và trở nên kiên cường hơn. Học cách đối phó với những tình huống khó khăn để bạn có thể vượt qua và trở nên thành công. Trên thực tế, việc biết và tin rằng bạn có khả năng thành công có thể khó, nhưng đó là điều thực sự có thể mang lại lợi ích cho bạn. Tất cả chúng ta đều có khả năng thành công trong cuộc sống và đạt được điều mình muốn. Chúng ta chỉ cần biết cách phát huy hết tiềm năng của mình. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.